tập, thanh xuân triệu tập. Lần đầu tiên, một hành trình rong ruổi cùng nhau của những người bạn lớn tuổi. Nghệ danh của hồi xưa. Và nếu như câu chữ hỏi ngay hôm nay sẽ như thế nào thì câu trả lời sẽ là vui không tưởng. Nơi xúc cảm thanh xuân chưa bao giờ thôi mãnh liệt. Để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Luôn mà kêu ca thế thì không bao giờ đi xe cả. Nhưng cũng ẩn chứa cả những tiếc nuối, đôi khi chẳng dễ để nói thành lời. I love chương trình đó, I love chương trình. Thanh xuân cũng chính là dám đối mặt, để lắng nghe, thấu hiểu và kéo dần hơn những khoảng cách. Bước chậm chậm. Đời bỗng vui khi mình được bên nhau, có hẹn cùng thanh xuân. Xuân là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Bạn đang ở trong những năm tháng tươi đẹp đó hay đã bước qua thanh xuân? Nếu một ngày bạn nhận được cuốn hộ chiếu để quay trở lại thanh xuân, quãng thời gian rực rỡ và đáng nhớ nhất của mỗi người, bạn sẽ làm gì? Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Chín phẩy năm. Nhân lên chào mừng quý vị đến với chương trình Ai là triệu phú. Hãy chọn giá đúng và bây giờ sẽ là trò chơi có tên gọi Vui cùng chiến sĩ. Chúng ta đã đi qua, đã chơi hết hiệp một của cuộc đời, tức là đã đi qua một nửa cuộc đời mình rồi, và mới chợt nhận ra một điều: không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình. Và hãy nhớ rằng, nếu như bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này, đừng bao giờ tự đánh mất mình. Sau một khoảng thời gian 6 năm nghỉ hưu, được mỗi hai cái việc là không bao giờ thiếu: ăn sáng, uống cà phê và chơi. Còn lại tập thể dục thì một tháng tập được khoảng chục buổi. Thì đúng là cái ý chí của mình hơi kém. Nhưng mà tôi lại đọc ở đâu đấy nhá, người ta nói rằng là người hạnh phúc nhất là người được làm những gì mình thích. Có một câu tôi rất thích và tôi luôn luôn làm theo, đấy là ở hiền gặp lành. Nguyên tắc của tôi là sống nó phải là tử tế. Thế và mình sẽ gặp may, sẽ gặp lành. Và đúng thế thật, tôi chiêm nghiệm đúng không sai một tí nào luôn. Tôi là một người rất may mắn trong cả chuyện học hành, trong cuộc sống, trong tình yêu, trong sự nghiệp. Mình đang đi được đấy, đúng không? Đúng vị. Nói chung là ăn uống ở phố cổ và lượng thích. Hộ chiếu đã sẵn sàng và bây giờ mình sẽ để ở đây coi như là view tính tiền, gây sự bất ngờ cho chú bà. Đây là lần đầu tiên mình được gặp chú xong mọi người ạ. Mình đang chảy rất nhiều mồ hôi vì lo lắng hồi hộp á. Nào thôi, đua idol thành công. I can do it, thành vi. Đấu. Con chào cô chú ạ. Dạ, con chào cô chú. Hôm nay nước dùng có ngon không ạ? Dạ vâng ạ, quán được đón cô chú phải nói là rất là vinh hạnh. Dạ, con gửi chú view ạ. Cái này thì nó khác với cái size hộ chiếu thường thường một chút chú ạ. Tức là nó không có ngày hết hạn. Và tức là một ông già 66 tuổi vẫn còn thanh xuân đúng không? Chào con xin phép được bắt tay với chú được không? Tu chỉ bông tòi. Nghệ danh của hồi xưa. Đọc tiếp nghe nghe, coi nè. Đọc. Xúc cảm thanh xuân. Hành trình rực rỡ đang đợi chị phía trước. Trước đó thì là bố mẹ muốn tôi thi vào y, bởi vì hai ông bà đều là theo cái ngành sinh học thực nghiệm là hóa sinh á.
cái là đúng là cha mẹ sinh con trời xanh tánh, vì mê cô Thanh Nga quá mà mê luôn cái ngành sân khấu. Tôi bắt đầu thi vào trường nghệ thuật sân khấu, thì tôi thi thử nhưng mà tôi đậu thiệt, mà lại đậu điểm rất cao. Từ cái thời điểm đó là tôi bắt đầu sống cho bản thân. Cái chọn lựa đó tôi không hề hối tiếc. Chị ở nơi đó đó, cô biết không cô? Có cô Lan đang ngày đêm mong đợi. Ủa, cô ba cũng rành cải lương quá ha. Lúc này là có. Nếu được chọn chỉ một người duy nhất đồng hành cùng mình trong chuyến hành trình này thì họ sẽ chọn ai? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Tôi nghĩ rằng là thanh xuân nó có ý nghĩa và nó đúng từ khi mà chúng ta bước chân vào đại học. Cho nên là người bạn đầu tiên tôi nghĩ đến đấy là cái người học cùng mình. Hai họ Lại đấy, nó có đặc biệt như thế. Bạn đó là Lại Ngọc Đoàn, tôi là Lại Văn Sâm. Cái chuyến này thì bạn tôi, anh Lại Văn Sâm, anh rủ dê tôi. Chỉ đơn giản là mời bạn là tham gia một cái chương trình anh em mình đi chơi với nhau thôi. Vâng. Hai anh em thống nhất. Tôi có nhận được một cú phone. Em đề nghị là chị về, hai chị em mình quay nhá. Mình phải để sau này hình ảnh của mình cho con cháu của mình nó xem chứ. Thì đó là tôi biết ngay đó là bà bạn thân Hồng Vân. Bắc Kim Thang cả rán đi rờ. Cô quá kèo là kèo quá cô. Con hát cao quá, con bị ướt quần ướt. Trời ơi, thật ra mà nói á, với Hồng Đào thì cái thanh xuân của tôi không thể nào thiếu được cái người bạn này. Đơn giản là bởi vì như vậy nè, Hồng Đào vừa là một người bạn đồng nghiệp từ lúc mà tụi tôi quen biết với nhau nay gần 40 năm rồi. Thì những cái gì mà thuộc lại cuộc sống riêng của Đào hoặc là những cái gì mà ngoài sân khấu, Đào đều chia sẻ với tôi và ngược lại. Cái đợt mà mình mổ đó, bà bỏ hết tất cả công việc, bay từ Việt Nam bay sang Mỹ, vô đó và thăm Hồng Đào. Hồng Vân cũng có những cái rất lo lắng, nhưng mà khi bà vào, bà ngồi nói chuyện, bà nói chuyện rất vui. Bà nói chuyện, bà nói chuyện rất là vui đó. Ôi dồi, chị xinh quá, mà lúc đó mình vừa mổ xong mình săn lè, bà bảo ôi chị xinh quá, môi hồng thắm quá. Ôi dồi, thế này thế kia, chị hết mà chị khỏi ngay. Em bảo đảm với chị rồi, thì Hồng Vân lấy tất cả những cái lạc quan, những cái positive của Hồng Vân đã truyền cho mình. Tôi có rất là nhiều chuyến đi nước ngoài, nhưng mà cái chuyến đi mà từ trường ngoại ngữ Thanh Xuân đi sang Liên Xô này là cái chuyến đi mà nhiều ấn tượng nhất cho đến suốt đời, chắc là cũng bọn tôi chắc không ai quên được. À, cái nơi mà chúng tôi bước chân đầu tiên vào đời. Học với nhau 6 năm ở bên Nga, ông lại là người rất là khác mình, ông khác 100% luôn. Ông là thích thơ ca, ông là thích nói chuyện lãng mạn, dịu dàng với chị em. Mình là thằng ham chơi nhưng ông là thằng không ham chơi, ông chơi kiểu khác. Riêng tôi thì tôi cũng biết chơi mấy cái nhạc cụ, guitar, piano hoặc saxophone. Đặc biệt là saxophone ấy, nó giúp cho tôi rất là nhiều trong những cái hoạt động đối ngoại. 37 năm làm ngoại giao ấy, thì nó không chỉ giúp cho tôi mở mang kiến thức về thế giới, về quan hệ quốc tế, mà nó còn giúp cho tôi rất là nhiều trong việc có thêm bạn bè thể hiện những cái mà mình đã được học. Xuất phát thanh xuân như nhau, nhưng mỗi con người rẽ lên một ngã. Cái tuổi thanh xuân nó đã trôi qua rồi, bây giờ là cái tuổi hưu trí rồi, chúng tôi là nghỉ ngơi rồi, thì lại được sống với những ký ức của cái thời thanh niên sôi nổi như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Có thể cái chương trình này sẽ là tạo nên một cái kỷ niệm để con cháu sau này nó coi, nó ô bà ngoại mình như thế này này. Thì tôi nghĩ đây là một chương trình tôi phải tham gia, tôi nên tham gia và tôi rất mong muốn được tham gia. Nói đến cái chuyện trở về đó, con Hồng Đào nói ô mình sẽ đi Việt Nam, nhưng mà Hồng Đào lại nói với con là không, mình sẽ về Việt Nam. Sau một cái chuyến bay rất dài nhá, mình mệt mỏi leo xe, mình thấy ô mình thấy nhà cửa, mình thấy tiếng nói Việt Nam và cái mùi ngai ngái, nhất là khi mà mình về đúng một cái mùi mưa đó, khi mà đất nó sông lên này, mình đang trở về quê hương của mình.
Xin thưa là Hồng Đào có 4 cái làn để đi chợ. Tại vì Hồng Đào nhớ là ngày xưa mẹ mà xách cái làn đi chợ chắc chắn về thế là mình có tí ăn tí uống gì đó. Thế nên cái làn đó là hồi nhỏ nó là mang lại cho mình một cái niềm mong đợi và hạnh phúc. Vô đây là chị Hồng Đào. Ủa? Trời. Mấy chục năm mới thấy được mặt đó mày. Ô, Hồng Đào thích đi chợ lắm. Nhưng mà Hồng Đào mua cái gì mắc hơn người ta. Mắc hơn người ta đó. Có 30 ngàn sao à? Dạ không, ở đây cũng nói hết. Chị bỏ chị đi nha. Dạ. Tính sao? Vậy? Vậy? Hả? Em thấy mà. Thì đó, 25 đó. Ba chợ không? Trời ơi, gọi tôi lại mà 25 không bán thì bán 30. 25. Hồi xưa là Hồng Đào học trường Trương Vương là mặc một áo dài trắng và có một cái phù hiệu trường Trương như vậy là trời đất ơi là coi như là chảnh vô cùng rồi. Và bên cạnh trường Trương Vương đó là trường Võ Trường Toản. Thì trường Trương Vương là trường nữ sinh, trường Võ Trường Toản là trường nam sinh. Bắt đầu tới giờ tan trường là chải tóc nhá, phủi quần, phủi áo để đi ngang trường cho nam sinh ngắm. Cái thời đó là cái thời mà vô lo, cái gì cũng vui, cái gì cũng cười, suy nghĩ cái gì cũng tích cực hết. Thì Hồng Đào rất là mong muốn tham gia chương trình để mình có một cái cơ hội mình trở lại cái thời thanh xuân tươi đẹp. Trước khi lên đường thì phải lên đổ. Đây là hộp hào hức chứa đựng những thử thách trong chương trình. Và thử thách ngày hôm nay là khối Rubik. Thử thách sẽ giúp chúng ta thấy những gam màu rực rỡ ở những nhân vật và những điều bất ngờ sẽ được hé lộ trong chương trình. Xin cảm ơn nhà tài trợ chính thức, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold, cung cấp dinh dưỡng toàn diện, giúp ăn ngon, ngủ ngon đã đồng hành cùng chương trình. Và nếu như cô chú hỏi ngay hôm nay sẽ như thế nào thì câu trả lời sẽ là vui không tưởng. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với hành trình chăn ngập niềm vui với thử thách những sắc màu rực rỡ. Chú. Thử thách sắc màu rực rỡ. Mỗi người hóa thân thành những ông bà cụ siêu ngầu trong những sắc màu trẻ trung không tưởng. Tôi nói rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc bộ quần áo này. Có cái tôi đã mặc nó cách đây mấy chục năm. Ồ, cũng hay đấy. Tôi phải để anh Sâm ấy chọn trước. Chưa có ai à? Cả nhà mình đâu rồi? Hello? Ờ? Chào. Ai à? Ủa? Hả? Cái gì đâu mà ngạc nhiên như vậy? Sao ở đây? Hả? Nhưng mà là có trong chương trình đúng không? Ai biết đâu, lại chương trình nó giữ bí mật. Ủa? Là có thể đây hả? Có à, có ngờ đâu, không có ngờ. Thì Hồng Đào biết là Hồng Đào sẽ là bạn của Hồng Vân. Còn chương trình lại có ai nữa thì mình rất là mơ mơ màng màng. Bất ngờ được gặp nhau thì đúng là một sự vỡ òa. Vui lắm, rất là mừng. Bởi vì bạn bè bao nhiêu lâu nay thì mới được làm việc với nhau. Cháu chào cô Thủy ạ. Chào cưng. Nàng Thơ. Không biết ai cung cấp cho cái tin này hả trời. Gửi nàng Thơ. Lộ 1, 2. Với ngày dưới ngày xưa 34, xin phép được bắt đầu. Cái vỡ ra vậy đó. Và rồi mình diễn mình quên, mình giật mình. Mình không cảm giác mình là một bà già 60 tuổi. Thanh Thủy với anh Lộc diễn mà nhảy cái tưng ở đây nè. Vui lắm. Không thể nhớ được là bao nhiêu vai, không thể nhớ được đâu. Tại vì nó nhiều lắm. Tôi sống nhiều cuộc đời và không có cái giới hạn về tuổi tác
không có giới hạn về khí chất luôn á. Đó là cái ma lực của sân khấu và đó là cái điều hết sức thú vị cho cái nghề làm diễn viên như mình. Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa, làm lời lá bay trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi. Ủa sao 40 năm về trước đâu thấy là mang cây đàn đâu, nghệ sĩ lang thang gì đâu. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ờ vậy hả? Ủa Vân đâu rồi? Trời ơi. Thôi đừng có hỏi câu đó. Biết rồi. Lúc nào cũng hỏi là đang ở đâu đó. Em đang ở đầu đường đó chị ạ, à, một phút nữa thôi. Nhưng mà một phút của bà ấy dài bằng một năm người ta. Bà sẽ có đủ thứ cớ đó. Em mà nó có nói mình cũng không tin đâu. Vân với em là một cặp, thế cặp chị là ai, chị có thể bật mí được không hay là chị giấu? Chả biết. À không biết luôn hả? Chả biết. Thế chương trình như thế nào không ai biết ai á. Mình được mời mình biết là mình sẽ là bạn Hồng Vân. Và mình cũng đang cố tình mình nghĩ là ơi không biết là cặp của Thanh Thủy là ai. Mình nghĩ rất nhiều người ở trong cái đầu của mình, nhưng chả thấy ai. Mình vô trường 81, Thủy bao nhiêu? Tám hai nhau. Thủy học bên đạo diễn đúng không? Đúng rồi, mình cách nhau một đâu cách hai năm ta. Ở hai mày không biết làm tính trừ à? Không biết làm tính trừ à? Tao 81 mày 82 rồi, cách nhau một năm. Ôi. Đây. Ủa. Đêm nay chị có đi đúng giờ không chị? Không. À, để đồng hồ báo thức. Đây, 6 giờ dậy. Mình nhìn đúng 6 giờ. Thực ra nếu mà giờ mình dậy 6 giờ thì cũng vô ích thôi, bởi vì là mình cũng không làm gì. Thế là để lại báo thức chậm 15 hoặc 20 phút nữa. Đó. Thì cái giấc ngủ mà 15 phút đến 20 phút nó cực ngon luôn. Trời ơi, nó ngon thiệt là ngon luôn. Em không biết, em xin lỗi chị. Nhưng mà gặp chị em mừng quá. Gì à? Nó mừng. Nó mừng không đi trẻ rồi cả vú lấp nhìn em ấy không? Chứ nó mới nó vẫn này, không biết này không biết kia này nọ. Không mừng thì mày tin không đạo? Mày tin không đạo? Đó là miệng lưỡi không? Đó là miệng lưỡi của những người đi trẻ. Đó là miệng lưỡi của những người đi trẻ. Ê, nhưng mà nếu mà ba đứa mình mà cùng tham gia này vui quá. Vui quá, vui dễ sợ luôn á, mà đâu có bất ngờ đâu trời. Em nói chị nghe, từ cái thanh xuân của em thì không thể thiếu chị Đào được. Lúc mà em vô trường là em đã ngưỡng mộ chị. Chị đóng cái vai cô gái miền núi mà đẹp ơi là đẹp ấy. Xong rồi nữa, em sao trên đời là có cái con nào nó đẹp. À cái chị gì chứ, cái chị gì sao mà đẹp thế. Cứ gặp nhau là như vậy, cứ kể hết những chuyện hồi xưa. Thôi em hóa trang nhớ muộn giờ rồi. Tức là bà khỏa lấp được cái vụ đi trẻ của bà. Đúng rồi đó, khỏa lấp được cái vụ đi trẻ. Em cuộc đời em không biết lý do tại sao mà lúc nào muộn chị ạ. À, từ lúc mà em còn con gái đến bây giờ em làm bà ngoại em vẫn thế. Cái gu của em là một nướng chị ạ. Đoạn mình thích nhất. Ôi rồi, cái này là để cho bà già đấy chứ hả? Chẳng không chắc là cái này của ông rồi. Ông chơi này đi. Giống à? Nó gọi là giống sạc à? Tông à? này cái này là dành cho ông nhé. Tôi chưa bao giờ đeo cái này cả ông ạ. Tôi chưa bao giờ đeo vòng tay. Tôi chơi cái này để cho lạ đi. Ôi bị ngầu đấy. Ngầu. Cái này thì sao? Sao? Ông có đeo nhớ đâu, có mỗi một cái thôi. Hoàng Thu Tì chơi nào. Hoàng Thu Tì ra cái gì, ra cái này. Ê, ông không biết à? Đây, nào. Hoàng Thu Tì ra cái gì, ra cái này. Cối say lay ông phụ tú hụ ra cột đình. Two thousand years later. Tú hụ ra cột đình. Rồi, ông cái đấy. Món này thì không thì cho tí nước bọt vào. Cần thì tôi gọi điện cho vợ ông tôi giải thích. Không có này tưởng ông tự nhiên đeo cái nhẫn ở đây. Tôi xong bây giờ tôi ra tôi thay quần áo xong. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng biết solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh vừa trong câu gặp cho em dính cả thân cả môi. Nhà em có mấy quả đội ư thì anh tính cả rồi.
ông vào chúng nó đánh phấn lên một tí cho nó trắng. Không, không, tôi không cần. Đánh phấn cũng trắng được. Sầm ơi, ngồi vào đây tí Sầm ơi. Không mấy gì cả. Không, không, không. No, no, no. Có hai đứa mà một thằng là làm một thằng không thì tôi ai nấy. Ê, ông ngồi im đấy nhá. Ngồi nào. Thế này à? Không, cho một chân xuống, một chân chạm đất. Thế. Đó, thế được. Lộ lắm à? Bụng hỏng, bụng hỏng. Tôi che bụng cho ông ạ. Thôi ngồi, 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 ngồi. Bộ đấy là phải nhảy chân sáo mới đúng á. Ra chưa? Trời chưa? Trời đất ơi, bà Thủy bà đó bà không cần makeup mà. Ra đây coi. Trời ơi, trời chờ bà Vân nữa. Trời ơi. Natasha. Ba người đứng ở trong cái phòng thay đồ nè, thì tự nhiên tôi có một cái cảm giác là tụi tôi trở về mấy chục năm về trước khi tụi tôi có ở cùng chung một sân khấu. Là nhận ra đúng không? Ồ, picture, thích cái picture. Thank you. Ôi, thế là khách nước ngoài tưởng là chúng mình là cosplay. Nếu nha, thời gian cho quay trở lại thì đương nhiên mình quay trở lại mình phải trẻ rồi, mình đâu có già gì đâu. Nhưng mà giá như mà mình có được một cái tư duy như thế này, có một cái sự trải nghiệm như thế này thì thì lúc đó chắc là thú vị lắm. Đầu tiên nó chụp cái này nha, đứng vào ba thôn lữ đứng vào nhé. Chị phải ngã vào nó chứ sao em chị làm ư đây hả? Bóp eo cho cô. Nó buông xuống vậy nè, đấy. Sao con không cho cô cái ghế kia kìa? Nó mới dở hơi. Đứa bây giờ không biết cái túi này để chương trình nó đưa cho mình để làm gì nữa các cháu đấy. Đi vào bên đây. Kia na nói gì đấy. Hả? Im lặng cho tôi tập trung chụp hình. Chụp hình thôi. Còn điên mình. Đừng ra nói, tôi không tập trung. Mày chụp hình chính kịch à? Thủy ơi, cái chụp ảnh nó không liên quan gì đến cái giọng nói của tất cả mọi người trong ekip, rồi bắt thật câm mồm thì làm sao? Không, tôi cần tập trung à. U đừng nói nhiều thế. U nói là tôi tạo dáng sai đấy. Rồi em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, em đi ra cho chị làm việc. Vâng. Không, sai thần. Đấy, chưa, sai rồi, thấy chưa? Đấy, người ta chỉnh dáng rồi từ... Lên này. Đấy. Lắp mình không có cái gì để bay hết hả? Không có gì để bay. Có tí gì đâu, cái đội bay. Như vậy, đội hình ông bà cụ siêu ngầu đã điểm danh. Nhà báo Lại Văn Sâm và nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và người bạn tri kỷ 40 năm nghệ sĩ Hồng Đào, nghệ sĩ Thanh Thủy và người bạn đồng hành của mình vẫn là một ẩn số. Rất nhiều người cảm thấy lạ với hình ảnh của tôi đúng không? Vâng, đơn giản thôi. Bởi vì chúng tôi đang đi tìm lại một thời thanh xuân của mình trong chương trình Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Lên đường thôi! Chuyến xe đầy ký ức, chuyến xe rồi thanh xuân. Những tháng ngày rực rỡ, những sai lầm đổi mới. Có những hờn dỗi phù phơ rồi bỏ lỡ. Những mùa hè đẹp nhất, những kỷ niệm đẹp nhất chính nơi mình từng đi qua. Những tháng ngày đẹp nhất đang chờ tới phía trước. Thế nên nơi bỗng vui khi mình được bên nhau. Có hẹn cùng thanh xuân. Thôi thì cứ bạn bè đi nhỉ. Tóc bạc là bởi vì bọn tôi nhuộm chứ không phải là tóc bạc từ đứa nào trở bạc. Tóm lại tôi với ông hai thằng học cùng nhau nhưng mỗi thằng một tính. Ông là một thằng rất là kỷ luật, tôi là thằng vô kỷ luật. Hát sai tông hát hết. Bọn quân tôi nó sợ nhất là lên sóng mà tôi hát.
Ừ, kiểu gì cũng lệch, kiểu gì cũng lệch, kiểu gì cũng đấy thì mình vô kỷ luật ở chỗ đấy. B18 à? B đây. Từ hồi Covid đến giờ tôi bây giờ tôi bay này. Ủa sao chị nay chị tới trước em hả? Sao bà đi trễ dữ vậy? Đâu có đâu, tại vì em cố tình em đi trễ để cho thấy chị đi đúng giờ thôi. Mình rất là ngạc nhiên bởi vì vô này đã thấy Hồng Vân đã đứng rồi và làm giấy tờ thủ tục xong xuôi rồi. Và cái đó là cái điểm son đầu tiên để bắt đầu cho một cuộc hành trình. Cả nhà, nhà rồi, dạ. Cảm ơn em. Bây giờ tôi là quốc tịch Thanh Sơn, quốc tịch Thanh Sơn. Đúng em rồi. Em thích quốc tịch Thanh Sơn. Ok bye, thank you em. Ủa rồi bà Thanh Thủy đâu? Ủa? Mình ngồi đây đi. Đây hả? Đây nhỉ? Đây, đây. Mỗi một lần bay, mỗi một lần đi đâu, bao giờ cũng phải có sữa để mà dinh dưỡng, để mà bồi bổ sức khỏe mỗi ngày. Đấy, ông thử đi. Vinamilk sữa à? Tôi lại thích dùng cái đồ Vinamilk. À, nó gọi là gì? Tăng cường sức khỏe, bồi bổ dinh dưỡng mỗi ngày. Đúng thế. Ok. Thực ra bây giờ mình lắm lúc mình nghĩ mình bảo là con người cũng lạ. Con người sinh ra là cứ thế phát triển, đi học, đi học, đi học. Mình có biết là sau này nó như thế nào đâu. Ông có nhớ bài hát What Will Be, Will Be không? Là đoàn mình với đoàn lên Iraq là bị chậm một ngày một đêm đấy. Là xong rồi bọn mình buổi sáng nó lại bay xong cùng vừa quay trở về ký túc xá. Lại ngủ lại một đêm hôm sau mới bay được. Đúng rồi. Hôm sau bay. Thế mà 47 năm, cái chuyến bay đầu tiên không ngờ lại là chuyến bay duy nhất. Hai thằng bay với nhau đấy. Sau 47 năm lại bay lại. Chả biết thế nào. Bây giờ mình lại thường xuyên bay. Ông cứ cái kèn này, tôi cứ cái đàn này, cứ du ca. Thế thôi, cứ du ca. Trông như ai được gì gan. Tối quá, đèo mà kiếm tối tăm quá chị ạ. Bọn sao bà Thủy giờ này bà chưa tới? Cái đường guitar của bà chưa có thức. Làm sao? Bạn đồng hành với bà chưa có thức. Ok, bây giờ vừa nói kìa, nhắc tiền nhắc bạc á. Ủa rồi bạn đồng hành đâu? Đấy, điên không? Không không làm sao này. Càng ngày càng không con điên. Chơi gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Hai cô ấy không mặc không có cái gì đúng cái gì hết trơn á trời á. Ủa bà đi trễ mà bà nói gì vậy bà Thủy? Sáng bữa biểu ra sân bay phải mặc đồ giống như ba đứa mình cosplay. Bây giờ tự nhiên bắt người ta mặc vậy. Nè tôi cũng màu hồng. Không, không có giận nhau tại vì biết tránh con Vân. Cô ấy là muốn làm gì thì làm nha. Đáng lý là phải giặt tay. Bật quá em bỏ vô cái máy giặt mini nhỏ xíu á. Phai hết rồi. Thì là Thủy giỏi nhất trên thế giới này. Không, giận không ăn. Giận không ăn hả? Tốt. Chứ ăn vô là nó no à. Nó đừng ăn. Ủa chị chọn bạn đồng hành chi mà chị mình quên thiệt không? Quên thiệt. Nó là một người bạn tri kỷ. Một bạn rất là đáng yêu, một bạn trung thành và không bao giờ phản bội mình. Hồi nhỏ là tự học. Đến một khoảng thời gian mình cảm thấy là tất cả đều đã ổn định rồi thì mình bị cô đơn. Thế là mình cứ ôm đờn mình hát về đêm. Cây đàn này sẽ đi theo Thanh Thủy trong cái cuộc hành trình này. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe rất dở. Đó. Không biết số phận mình đi về đâu lo quá. Ủa chị chọn bạn đồng hành chi mà chị để mình quên thiệt không? Quên thiệt. Nhưng mà rồi cuối cùng có vòng về lại lấy bạn đồng hành đi không? Con điên. Sao? Không lấy đuổi về à? Ở đây có một người bạn đồng hành thôi. Chứ bây giờ hả, lạc bả mà không có bả nói chuyện với ai? Cô đơn trên sofa. Sao anh sao? Yêu cô ta? Chẳng phải anh yêu em hơn cả. Thôi tôi đứng thôi. Thanh niên. Ông ngồi đi, ông ngồi đi. Ông có tuổi, ông ngồi đi. U70 rồi gì nữa. 70 quá trẻ đấy. Trẻ quá. Dạ. Cho em xin một chiều ảnh. Cho anh được hơi. Ok. Tôi muốn tạo cái sự bất ngờ cho các bạn trong cái bộ dạng là mặc đấy, mặc hip hop như thế thì quả thực các bạn thấy bất ngờ. Anh
sao mà ở ngoài trẻ đẹp hơn ở trong 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 TV rất nhiều. Em là em trẻ quá. Này em nhỏ thế, không nhận ra luôn. Đó. Ồ, giảm bao nhiêu cân? 16 cân. 16 cân. Khi giảm cân rồi, quyến rũ hơn rất nhiều. Quyến rũ hơn rất nhiều. Đoàn vào đây Đoàn. Đây giới thiệu nhá, đây là Lại Ngọc Đoàn cùng họ với anh nhá. Anh là Lại Văn Sơn. Không, em không, không anh em gì cả. Chúng tôi là hai con gà. Hợp lắm. Anh cũng bằng tuổi anh Sam luôn. Bằng tuổi luôn. Vừa mới nói xong Thủy mày không tập trung gì cả. Đấy, chúng tôi là hai con gà. Con gà. Không, em thấy nó già hơn anh, trẻ hơn anh. Dạ thưa, hai người bằng nhau chứ anh lanh hơn thôi. Ok, mình đi nhỉ. Anh khách kiểm tra lại nhá các bạn. Anh Sam, anh cho anh tập thể dục thể thao dữ lắm hả? Anh không, anh. Sao cái bụng anh nó không có bụng? Hot boy. Wow. Trời, một cái body hết sức chuẩn luôn. Còn Sam ở ngoài là quyến rũ lắm đó. Nhất là ở cái tuổi này, sau khi con cái học hành thì sẽ học thế. Em đừng có phân biệt tuổi. Hả không? Mình nói chuyện nguyên tuổi đi. Cái tuổi thanh xuân của chúng ta hiện nay. Đúng rồi. Chúng ta đến với Nam Hội An, nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, một không gian rộng mở và ngập tràn thiên nhiên. Và trong không gian nghỉ dưỡng này thì chúng tôi có một ngôi nhà chung, là nơi những nhân vật của chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và sinh hoạt như những người bạn, người thân thiết trong gia đình. Và từ hôm nay, ngay tại đây chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang thanh xuân thật đẹp. Chuyện này là khách của chú, như vậy bạn. Oh, spasio, spasio. Spasio, bạn. Oh, tơ blu. Nghệ sĩ Hồng Đào. Nghệ sĩ Nhân Vân. Nhân Vân Hồng Vân. Welcome drinks from our organic garden. With love and so happy to welcome our honored guest here. Thì tất cả chúng ta cùng cheers một cái chào mừng đúng không ạ? Cheers. Hôm nay cô chú và giờ chưa tới rồi ạ. Trời ơi, đẹp quá. Ấn tượng cái bánh mì quá kìa. Đẹp quá, hoa nó đẹp quá. Không, mà nhìn cái bánh mì á là em cái là nữ hoàng tinh bột mà chị em nhìn em thích quá. Nam nữ thủ bất thân à? Em biết đâu. Hay là thế nào? 5 người. 5 người. Đây bây giờ này, anh Sâm ngồi giữa em với Đào. Thế còn chị Thủy sang ngồi với anh Đoàn đúng không? Anh Đoàn. 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 Ừ. Hai người áo vàng cùng nhau. Đấy, hai người áo vàng chung một chung một team anh ạ. Anh cứ để bài bạn sắp xếp. Bà sắp xếp hết đấy. Bà lo được hết. Hôm nay chúng ta sẽ có ăn set menu không chú ạ? Thôi đừng cứ xem đấy, để mình surprise đi. Surprise. Cái gì tôi cũng thích biết trước. À, cô là không thích bất ngờ. Biết trước rồi. Một bức ảnh đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay. Tìm. Hay mình bắn tim, mình bắn tim này. Tôi biết ngay nó bắt mình bắn tim mà. 3, 2, 1, rồi ạ. Con có thể nào con che bớt cô được không? Dạ được, dạ được. Có phải chúng tôi lấy ăn qua đây, ăn Đoàn qua đây. Đoàn che chắn cho bạn tí. Đấy, 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 đấy. Thực ra tham gia cái cuộc này ấy, Đoàn nó bảo là anh biết chứ không nói. Không phải, anh không biết gì hết. Anh chỉ biết là bọn này nó rất nhiều thủ đoạn. Nó sẽ cho, nó gọi là cho mình trải nghiệm. Nhưng thực ra là nó bẫy mình. Không biết nó bẫy cái gì. Nhưng mà bởi tại sao anh vẫn tham gia? Là bởi vì anh tin bọn này là bọn tốt. Nó không phải bọn đều. Cho nên là chắc là bẫy. Nó bẫy thì nó bẫy để bộc lộ cái tốt thôi. Còn em lý do duy nhất em tham gia là vì anh. Đúng rồi. Cho nên nếu em có chuyện gì xảy ra anh chịu trách nhiệm. Đấy. Bây giờ mình cứ phải triệt buộc từ đầu thế anh ạ, cho nó rõ ràng. Bây giờ cái này phải nói thật. Bạn ấy xuống sân bay Đà Nẵng ấy, bọn trẻ nó nhìn thấy anh cái, nó đến nó chụp ảnh. Và anh quan sát không thấy một đứa nào nó tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì về cái trang phục anh mặc này cả. Chứng tỏ là nó nghĩ là anh mặc hợp với lứa tuổi. Vẫn là đúng. Chứ vẫn là đúng. Trong mắt mọi người là chú vẫn luôn chủ như vậy. Đấy, không đấy. Có gì nó thay đổi. Cái đấy là cái điểm cộng đầu tiên khi tham gia chương trình này. Hôm trước gặp chúng nó bạn ra bảo mấy ngày nữa chú phải tẩm bổ vào các thứ vào. Sợ thế. Ăn mà tắc đỏ mỗi chị. Không không.
bây giờ là cái luật sống bây giờ là mình cứ phải là hưởng thụ ngay cái giây phút này. Đúng quá gì đó. Giây phút này là quan trọng nhất. Chuẩn. Tương lai thì chúng ta chưa biết ra sao. Chuẩn. Quá khứ đã qua rồi. Chuẩn. Bây giờ cứ ăn đã. Không, nhưng mà sao? Đồ ăn thì rất là ngon nhé. Đồ ăn thì ngon. Cháu có thể chụp cho chú một cái ảnh cả cái mâm thế này. Dạ, được. Đấy, được đấy, để làm kỷ niệm. Để làm chứng nhé. Ừ, đấy. Đấy, đấy, đấy. Đây nhá, ngày đầu là như này nhá. Đúng rồi. Đây bàn nhá, chan rác ở bàn nhá. Thế mà ngày hôm sau mà chỉ có mỗi một người một đĩa cơm rang thì thôi rồi nhá. 3, 2, 1. Xe đã tới, nhà đã tới. Anh đạp trước, có gì nếu mà có gì nguy hiểm. Đấy, anh đạp đi, anh đạp lên. Đây là đàn ca đây này. Đang bế đàn ca vừa rẻ đây. Đây Hồng Vân chú bao giờ đây? Đây Hồng Vân nhé. Vâng, đây là mới anh ạ. Hồng Đào đấy ạ? Dạ em đây. Ôi trời. Hồi đó là cái phim Titanic đang nổi tiếng. Cho nên cái nhẫn này là cái chân dây chuyền này là của cô sẽ có và thanh xuân thế chứ còn gì nữa. Quá là đẹp. Trời ơi. Tại sao lại không dùng áp hả? Tại sao không dùng áp? Tôi vâng. Nó phải chắc mình phải nhỏ lại mình mới đẹp chứ. Tại sao không dùng áp? Trời ơi, trông giống Huawei không? Giống Huawei không? Giống Huawei. À, hiện thời Huawei nhà tập sự ban đêm đang tập thể dục. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Vâng, rap đó, tôi rap đó. Ôi sao lại em lại có thể mà đồng đá đồng đành như con nở người thế này. Ba Đẻn thế là tôi. Chúng tôi hay gọi bạn ấy là Ba Đẻn vì cái chân của bạn đi thì nó không thẳng đâu, mà chân hơi vòng kiềng này này. Đá bóng giỏi lắm. Thế cô gái Hà Nội là ai? À bê đâu? Tên ở nhà của nào là B. Còn em là Vân Tổ. Rồi. Nó gọi là cô gái Hà Nội. Hết hồn em lại được chương trình phá tan gia đình. Oh, hoa lan, hoa lan, hoa lan. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Thế phòng em đâu? Để phòng đấy. Của mình kia à? Có tẹo đây nè, ta có tẹo đây nè. À, chị ơi, tẹo. Có tẹo này, hai mẹ con này có tẹo nữa nè. Tôi đi đỡ nhớ con một gì. Đúng rồi, đúng rồi. Dragoi Tavarish Đoàn. Dragoi Tavarish Sam. Chào mừng đồng chí đến với Tui Blue Nam Hội An của chúng tôi. With our best wishes. Ooh, I'm Tom and the team. Thank you, I'm Tom. Thank you, the team. Ai người ta cũng có phòng, ai người ta cũng có nhà, an cư rồi mới lạc nghiệp. Mà mình bây giờ, mình đi tìm cái kim. À đi rồi, nàng thơ không bao giờ tỉnh đây rồi. Đấm ngửa lại, không dịch nó vừa, không dịch nó vừa. Wow, wow, trời ơi, nó gài sẵn. Nó gài sẵn, một cái tỉnh trong này nè. Wow. Con gái nó đang ở Bình Úc. Dạ. Nó đang đi học ở Bình Úc. Cái cảm xúc vỡ òa mà Thanh Thủy phải rơi, muốn rơi nước mắt luôn. Thanh Xuân chú ý. Xin mời tất cả các cô các chú, chúng ta sẽ tập trung tại phòng khách ạ. Xuống nhà thì xuống đây, còn kia là ra thăm nhà. Tí thì vào nhà rồi đã. Bây giờ thì chương trình muốn có cái sự chuẩn bị kỹ nhất cho cô chú, cho nên là muốn xem là cô chú mang những cái đồ gì trong vali ạ. Thì không biết là có ai sẵn sàng khui vali trước không ạ? Hồng. Hồng. Ôi trời ơi, chết rồi. Vali tôi sẵn sàng. Tôi nói thật, những người đàng hoàng không bao giờ sợ gì hết. Đây. Mở ra nè. Wow. Mà thậm chí tôi cũng không biết là những cái gì ở trong này vì vợ tôi bách. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào người vợ của mình. Cho nên rất là tự tin mở ra. Cứ mở đi xem mà. Bà xã chuẩn bị nói gì. Cho nên tôi tin tưởng chắc chắn là vali của tôi không có vấn đề gì. Quá tuyệt vời, chị quá tuyệt vời. Mà là bộ nào là đi với quần nào là cũng xếp sẵn luôn. Tôi ở hiện gặp lành, may vớ được bà vợ này, tôi chết luôn. Đời tôi hỏng luôn. Cung gì ạ?
Hả? Cung Hoàng Đạo gì ạ? Chú đẻ tháng 6, cô đẻ tháng 2. Tháng 2 là cung Bảo Bình ạ. Bảo Bình. Là cái cung thông minh nhất trong tất cả các cung. Và nhiều khi sẽ ít nói kiệm lời một chút. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn ạ. Cô ít nói lắm. Chú là song tử. Chú song tử thì còn sao? Còn em là song tử chung sống y như anh ấy này. Cô là 26 tháng 5. Song tử là cung khí, là một cái cung mà rất là có cái khiếu nghệ thuật và có cái khả năng ngoại giao với mọi người. Mà Bảo Bình với song tử thì là gì ạ? 10 trên 10 ạ. 10 trên 10 tức là hợp với gì? Quá hợp nhau. Quá đúng luôn. Cô mua cái gì chú mặc cái đấy. Cô cho cái gì chú ăn cái đấy. Nói chung ở nhà chú là mẫu hệ. Hay là chú nhìn vào cam rồi chú gửi lời cảm ơn vợ đi. Dường ơi. Xấu hổ cái ô nó cũng xấu hổ. Chị bè lưu bưu. Ô chinh lưu bưu. Maya Rosa. Quá tuyệt vời. Thế là chúng ta chấm cái vali này mấy điểm ạ? 10 điểm. 10 điểm. Ở Hiền gặp lành là đúng điểm. Gặp lành. Khi anh Sâm là người mở đầu tiên cái vali ra thì không ai có thể dám mở cái vali để so sánh với anh Sâm được. Thôi đừng có những cái không nên mở. Bây giờ mở cái vali của cô ra toàn là khô mực với lại cái gì ạ? Kinh lắm đừng. Với đàn ông thì chắc là không vấn đề gì, nhưng với phụ nữ thì không có Victoria Secret đâu. Không mở. Đạo diễn chấp thuận đúng không ạ? Phụ nữ mình có những cái đồ mà nó rất là tế nhị. Thế còn chú Đoàn thì sao ạ? Hả? Chú vừa mới không mở. Thực ra mà nói thì thâm tâm tôi đầu tiên là nghĩ là anh Sâm mở thì mình cũng phải mở. Thế nhưng mà về sau có mấy bạn nữ ấy kia thì bạn ấy bảo bạn ấy không mở, không muốn mở thì mình cũng nghĩ rằng là thôi không mở. Túi sách thì cô không sợ vì nó không có khô mực con hiểu không? Đây là kính, trong này là có cái kính đeo ấy này. Đồ của ai đấy? Đồ của em anh ạ. À thế à? Đấy, dầu thơm chai bé bé để ví dụ như lúc nào đấy như trời hôm nay nóng này, ví dụ thấy mồ hôi mồ hút các thứ đấy. À, chai chùa ấy. Chà leo á chị. Hiếm lắm thì mới có những người mà ở cái lứa tuổi như chúng tôi á, là trong túi không có thuốc hả, hay là không có dầu. Dầu để cạo gió này. Những đồ thức ăn dặm để ví dụ như mình bị tụt huyết này. Đoàn mà cho mình ăn muộn ấy anh thì là mình có cái để mình đỡ tụt huyết. Còn cô có hạt tiêu hả? Không, còn đây là muối này, muối tiêu ớt đó, để ví dụ như cô lúc nãy cô lên cô thấy ở trên nó có ổi này với lại có trái cây á, mà là không bao giờ có muối. Là lúc nào có muối để ăn. Có những cái thu gân không ngoài da nha. Đâu đây này, tại vì những cái lặp lại, ví dụ như đây là dầu thơm mà loại spray đấy. Trời ơi, sao chị để quá nhiều dầu ở trong xe này luôn hả? Cái gì đây? À cái này là riêng, cái này là chị em phụ nữ cần nên có để chống rói. Cái này là chống rói anh ạ. Chống rói. Con chồng cho con một chút vui, con chồng cái gì? Thế cái này cái gì đây? Cái này là dầu luôn anh ạ. Đây là nữ hoàng dầu. Hết rồi. Thế còn chỉ có môi nữa cũng chỉ có tăm thôi. Thứ này giống như là cái nồi cơm của Thánh Giống môi. Ví dụ như tăm thì chẳng lẽ một lần mà xài hết bao nhiêu đó tăm? Tăm nhiều để làm gì? Cứ đưa này này dùng với chị thế là xong rồi quên nhét vào túi. Sao chị hết vào túi? Ngược lại là người ta đưa chị dùng mà chị cất vào túi chị tiêu. Chả có ai mà dùng ngoài em. Tóm lại là chị đây này, trong đây chị tìm thử một người dùng kiểu tăm của em đi. Đây cha, cái này của em. Em có hai cái chị lấy bớt của em. Giữa một người có quá nhiều như thế này và có một người chỉ có một cái thì theo như con nghĩ ai sẽ là người lấy của ai? Đây một người con gái cực kỳ điệu. Em ơi điệu lắm. Cung gì? Dạ, em là cung gì? Em sinh tháng 9, 25 tháng 9. Thiên bình là một người cân bằng và luôn luôn có cái sự công bằng và thích sự hòa thuận trong tất cả mọi người. Ô, đúng chính xác con này luôn. Thế con điệu không? Điệu lắm. Thiên bình thì cái yếu tố quan trọng nhất của thiên bình đó là vẻ bề ngoài. Đây, đây mọi người không tin à? Đây nhá, với này nó sẽ mặc một với một đồ. Mọi người để ý nhá. Từ đây đến chiều cô Đào mặc cái bộ đồ nào cô Đào sẽ từng dùng một cái bóp để đấy nhá. Sau đó một cái bóp to. Có mấy cái? Đây, bao nhiêu là bóp nhỏ đây nhá. Đây là một cái nữa nhá. Đấy nhá.
Thì cái này đây mặc cái gì nó còn đâu. Đây đây là cái nha. Đây nha. Đây đây không không được. Đây đây. Đây 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 cũng có thể là dùng dùng ví dụ như dùng giả vờ. Đấy đấy. Đấy nhá. Ôi toàn túi à. Ôi giời ơi toàn túi của anh ơi. Cái gì? Này dép. Em tính không mang, bảo mang đôi dép cho người ra đây mua tốn tiền. Điêu. Nó có cho chị đi event đâu. Ờ. Thôi cuộc đời của mình chỉ là diễn viên chính. Đúng rồi. Vai chính của tụi em. Tôi nói thế này quá thần kinh rồi. Đem bốp lớn, bốp nhỏ, bốp cha, bốp mẹ, bốp con, bốp cháu, bốp chích để sát ở trong đây. Còn cô kia một lỗ tâm là sao? Tâm cái dầu, chị có xin không? Dầu. Chị xin không em cho? Không xin. Trong vali của em là có đầy đủ hết mà em không mở. Thế cái túi kia có gì? Bỏ ra xem nào. Thì bỏ ra xem nào. Có gì đâu. Bỏ ra. Không được. Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Ờ, ra xem nào. Nó lấy xương cầm đoạn. Nó lấy xương cầm đoạn. Lấy xương cầm đoạn. Lấy cả. Không, không nhưng mà. Không, Thủy ơi. Lấy cái này thì anh thấy hợp lý này. Bởi vì cái này nó bồi bổ cho sức khỏe. Đúng rồi, dinh dưỡng cả đời. Đúng không? Cái này anh cũng thích này, cái này anh thích. Anh thấy hợp lý, cái này hợp lý. Cái này mới đây mà lấy liền rất nhanh, rất nguy hiểm. Mà lại rất tông sân tông với bộ đồ và cái túi. Wow, anh vốt cho em cái đấy. Đây cái gì đây? Bóp. Bóp, bóp á? Đem bóp lớn, bóp nhỏ, bóp cha, bóp mẹ, bóp con, bóp cháu, bóp chích để sát ở trong đây. Bóp này không liên quan đến cái váy nhá. Chả liên quan gì cả. Bao đựng điện thoại chả liên quan gì cũng chẳng liên quan gì luôn. Cái gì đây? Kính kính bao kính cũng chả liên không quan liên luôn. Quan luôn. Cái gì đây? Cũng không lại liên quan luôn. Bao nhỏ nữa. Bao nhỏ không liên quan luôn. Chứng tỏ là bà này dùng tất. Điện thoại rất nhiều. Tắt tắt à? Tắt tắt à? Con này không có đi về đâu. Tắt xe rồi. Sợ lên sợ lên bay lại bay bay sợ lên bay bay. Sợ lại. Đây là con người thực tế và thiết thực. Lớp đi mang theo thôi. Tất cả đều trong vali. Cháu rất yếu. Một cái kẹp rất hoa. Không có một chút hoa gì cả. Cái này cháu nội anh nó cũng có cái. Có cái gì em kẹp được trên đầu là em cứ kẹp thôi. Thủy không có quan tâm gì bên ngoài hết trơn á. Hả mà đi quay hay đi gì thì kia nọ là hóa trang cũng vậy, bà rất là sơ sài và Đoàn đã có chưa? Không, lúc nãy tôi biểu quyết là không mở rồi. Tại sao không mở? Bà xã tôi bảo là quần áo để mang đi. Thì tôi nghĩ đi đâu, chỗ nào, khách sạn chỗ nào cũng có bà là rồi. Thế cho nên tôi bảo không có là, cứ để đấy, xong đến đấy rồi là. Tức là ông sợ là mọi người nhìn thấy nó nhầu nhĩ thì nó xấu quá thế. Đáng nhẽ ra ông đừng có mở của ông trước. Thì tôi còn tự tin được. Anh đấy. Là người có lỗi. Vali của tôi chắc nặng nhất ở chỗ này. Và vali nào? Vali của chú như đi quân đội chú. Đấy, nhưng mà có một điều thế trong này. Trong đấy có gì mà nặng ấy? Từ từ. Chúng nó, ông có đọc cái mà chúng nó vào gợi ý mang quần áo không? Nó gợi ý thì bố đứa nào mà biết rằng là chúng thế nào cho được. Mới đầu mình tưởng tượng trong đầu nhá, mình tưởng tượng là có 2-3 bộ đồ thôi. Nhưng sau đó mình coi lại cái list thì chương trình đưa lại 10 bộ. Ôi thôi chết rồi, ở đâu ra mà có 10 bộ? Đã có bộ. Nhưng mà trong đây nó dặn một cái là gì? Nhớ mang quần bơi. Mà quần bơi phải không được để lộ. Nước, không để lộ. Anh còn dễ hiểu, tức là mặc không để lộ, ok. Còn em là mặc đồ nào có thể bơi được mà không dính nước. Ủa là sao? Là sao anh? Tốn rất nhiều neuron thần kinh. Với cái chuyện suy nghĩ là mang cái gì. Sau này mình mới về phòng, mình mở vali ra mình bảo thế này trông cũng gọn ghê thế. Mình mới nói với anh xong, mình bảo sao lúc ấy mình hèn thế, cứ mở ra, có vấn đề gì đâu. Bây giờ mỗi người đều có cái cách pack đồ rất là khác nhau và cái vali cũng khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm một cái từ để nói về tính cách của một người dựa trên cái đồ mà mỗi người đó đã pack và dọn. Bắt đầu từ chú Sâm. Hai ba. Bây giờ đến cô Vân đi. Hai ba. Ôm đồ. Cẩn thận. Phóng khoáng. Phóng khoáng chỉ dựa vào mấy cái tâm mà nói phóng khoáng á. Ôi trời ơi, cô là
này có 4 cái lọ dầu. 4 cái lọ tắm kể cả tắm qua. Bà hít cả 4 lọ chứ bà có ai cho ai hít đâu đúng không? Không, cái này cẩn thận. Không, ôm đồ, có ôm đồ nha anh ạ. Cẩn thận, tôi cũng cẩn thận. Mang nhiều quần áo. Em nhường danh chữ cẩn thận, em là ôm đồ. Ôm đồ. Thế chính là mình chốt từ cẩn thận. Rồi. Và cô Đào và cô Thủy. Đào á? Điệu. Điệu. Anh ơi! Điệu là... Đúng rồi. Điệu. Tôi còn định bảo có chữ bé nữa cơ. Bé Điệu. Bây giờ đến Thanh Thủy. Lưng lửng ấy. Vừa là người trần vừa là tiên ấy. Cõi trên không phải, cõi dưới không trong. Cứ giữ giữ ấy này này. Cứ thơ thơ. Đáng yêu lắm ấy. Thơ thơ. Anh nhìn thấy là kín đáo. Không kín đâu anh ơi. Không kín. Anh rồi. Túi mở ra anh cũng chẳng nhìn thấy gì. Vẫn về. À. Cái này nội cái túi không đã không kín đáo rồi. Anh không, nhìn có. Đi. Ở cái hay là sữa. Lo xa đúng rồi. Ờ đúng đúng. Đoán. Ờ kìa. Yeah yeah. Yeah, lo xa, lo xa. Chốt từ lo xa. Lo xa. Lo xa. Tôi đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay cho anh Sâm. Người mà rất là minh bạch cho chị Hương. Vỗ tay cho chị Hương. Vỗ tay cho chị Hương. Anh có làm gì đâu, vỗ tay. Đúng rồi. Có nghe thấy chúng nó nói gì không? Đời bỗng vui khi mình được bên nhau, có hẹn cùng thanh xuân. Ta sẽ cùng tập thể dục buổi sáng nha. Gọi đấy ạ. Gọi một cách đấy đấy ạ. Bây giờ bảo kiểu có hẹn cùng cái chương là cái đấy ạ. Cái hip hop à? Đã tới giờ thử thách, đã tới giờ di chuyển. Xin mời di chuyển xuống dưới sảnh. Ba em gái yêu ơi. Hai em yêu ơi. Ông qua đường nào ơi. Em thay đồ. Có cần anh giúp không? Không cần. Em tự thay được. Tự thay được rồi. Ờ, nhanh nè. Bé. Ồ, khách hàng đây rồi. Hành khách đầu tiên. Làm gì ở trong ấy? Quý rồi xinh thế. Ôi trời ơi, xinh quá. Thể dục thể thao là hay sao? Đâu thể dục thể thao đâu, có không? Tôi mặc nguyên một bộ đồ dài về nó không cho, nó biểu tôi phải mặc đồ ngắn. Tuyệt ơi, chúng ta mặc quần dài thì sao ta mặc quần dài thì không cho. Đẹp mà. Đẹp mà. Không, ta mặc nguyên bộ đồ đẹp lắm cơ. Không bao giờ mình nghĩ là mình lại có thể khủng khiếp như thế này. Các loại uốn éo kiểu gì nhận ra được cái thế này nhỉ? Có thế hả? Dầu của cô có còn đúng hả? Có rồi, đây này anh cạo dầu. Dầu đâu, bao nhiêu dầu đâu? Dầu của cô còn đúng không cô? Cô có cạo gió không? Đây này, bãi chúng gió này này. Em phải phá rồi, Tết mà nó phải gió chứ phải chúng gió. Tại vì em nói nó chúng gió là tiếng miền Nam, tiếng miền Bắc là mình phải gió. Còn không giờ mày mặc này mày đi ra được không? Được, em đi được nhưng mà em phải đứng lúc cao em mới em đi được. Cao vâng, thế thì em phải đứng thế này. Thế ở trong là mày mặc sẵn đồ bơi à hay sao? Mà mày phải mặc cái này. Không, không, trong em không chả mặc gì cả. Trong em không thấy. Nếu mà trong không mặc gì thì anh để muốn em cố gắng đi. Thế bây giờ em đuối lắm rồi. Thế mọi người đi ra đi cho em đóng cửa em ngủ thôi. Lạnh quá rồi anh. Không sốt, lạnh quá rồi. Thế làm sao? Giờ muốn cái gì? Giờ muốn gì? Phải mang gút cao em ra ngoài biển. Đi đi, mang cao. Đây gút cao lên nữa. Thế là bây giờ sao? Bây giờ mày mặc cái này đi ở. Mặc gì? Tao cứ mặc gì? Mặc thế này mà. Mặc gì? Mặc thế này mà đi ra đi đi này bạn xem đây. Em mang cái này đi 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 đi. Cứ nào vừa rồi là nãy giờ là nó
gọi là một tiểu phẩm nho nhỏ. Cái gì đấy? Đưa ta xem nào. Không hình đâu rồi, không hình đâu. Trời ơi, mặt chị là quá đẹp luôn. Chị đừng tưởng cho tên ta mà nó tóm đồ gì nữa đó. Mặc cho anh xong. Gọi là một tiểu phẩm nho nhỏ. Hơi nạc. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng mình quê quá. Các cô chú cảm thấy thế nào ạ? Vội hộp. Háo hức. Hậm hực. Chúng ta sẽ có một thử thách như sau. Đây là một thử thách mà chương trình cũng chưa đặt tên. Có ba bạn đẹp là ba bạn vận động viên thể thao nước. Chào cô chú ạ, cháu tên là Hân và hiện tại cháu đang làm thể thao nước của resort Pool Blue này Hội An. Chúng ta sẽ chia thành các đội, mỗi đội là 2 người. Và nhiệm vụ đó là trong vòng 15 phút hai người phải thay phiên nhau chụp hình với ván treo đứng. Nhớ ngã máy hỏng thì ai chịu nhỉ? Trời, mình ngã ngoài nước mà máy trong người mà chứ. Đồng làm phim không sao cả. Mình thấy thì coi như rõ ràng ở đây cái chữ hậm hực là hoàn toàn đúng với tôi, mặc dù đó chỉ là một cái câu buộc mồm. Trong hợp đồng rõ ràng là tôi không liên quan tới nước. Tôi đã nói rồi, đụng tới nước là tôi không động, tuyệt đối không đụng đến nước. Nhưng mà cô Vân quên một từ nữa trong hợp đồng. Đó là chủ đề của tập này là chưa bao giờ. Chúng ta sẽ trải nghiệm những việc mà chưa bao giờ chúng ta trải nghiệm. Này, trong hợp đồng không ghi tập 1, tập 2, tập 3 là chủ đề gì nhá. Xin lỗi cô nhá. Ủa rồi, bây giờ kiểu thế này được. Bây giờ nếu như vậy thì có giải quyết không? Có giải quyết hay không? Còn nếu không giải quyết thì phải làm cho nó xong. Trời tối tới nơi rồi, càng tối thì càng nguy hiểm. Nhưng mà cô Vân có thể chia sẻ với mọi người là lý do tại sao Mô Sở không ạ? Vấn đề là bản thân tôi là đã chết đuối từ 4 đến 5 lần là chết đuối hụt rồi. Hết rồi, làm gì còn lần nào nữa. Ngoài vấn đề đi lao ra biển nha, cỡ nào tôi cũng thử thách. Còn bây giờ riêng về sông nước, tôi tua, bà làm gì mà làm. Còn tôi thấy, đi đứng tôi chụp hình thôi. À, vậy là biết rồi đó, biết điểm yếu của nàng rồi đó. Chơi game này có gì tao đỡ cho mày. Thế bây giờ thì đó. Đúng rồi. Tại vì bây giờ đồng đội với nhau là coi như mình phải cùng nhau để mình thi đua chứ đúng không? Ôi giỏi nhất, sóng to thế này mà. Yeah. Ở đây thì chúng con đã chuẩn bị tất cả những vật dụng mà chúng ta cần rồi ạ. À? Biết mời không ạ? Biết. Thủy giỏi lắm á. Đây anh em mở cho. Ông kia ông sao mà ông bố mình phải vượt qua. Đấy. Lấy thêm tinh thần. Tăng sức khỏe, đề kháng. Tốt cho tim mạch. Quá đơn giản. Muối. Đoàn sẽ thắng, chắc chắn là sẽ thắng. Chụp mình chưa? Chụp mình chưa nào đây? Tình hình là chú Sâm vẫn chưa thể cân bằng được ở trên ván. Cứu tôi tất cả. Chúc mừng rồi. Khó thực sự luôn. Lần đầu tiên làm khó thực sự luôn. Ok rồi. Ok rồi. Nó chắc đi vô.
luôn, múa và nhảy ở trên bán luôn. Chú Sâm ơi, còn 10 phút nữa, còn 10 phút nữa. Đây, 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 đây. Chú Đoàn cố lên, chú Đoàn cố lên. Xa quá. Bạn ơi, cố lên. Ván cố lên. Khó lắm kìa. Mà ông lướt ván đi chơi rồi thấy đứng ngoài không lên được kìa. Chị có lắm quá đó. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đây là cuộc bán rồi này. Sướng. Nắm tay tay gì nè, kêu chụp liền đó, kêu thả là mỗi ba chụp liền đi, thả là cái tao té coi là nữ mà. Hai bà kia chắc là không thể đứng lên nổi ấy, chứ không nói là giữ thăng bằng không đứng được lên luôn. Chiến lược Hồng Vân thì bà dặn là chị làm sao chị đưa cho trái tim lên thế này là mình thắng. Thì mình trong đầu mình ám ảnh là phải có trái tim. Bạn thắng rồi, đúng rồi. Giỏi quá. Khi các bà đứng lên lần đầu tiên tôi đã bảo thôi xong rồi, biết ai thắng ai thua rồi. Khi mà mình làm được xong rồi, mình lại muốn làm được hơn nữa để được hoan nghênh đó, đúng không? Giống như là bé mà được cây kẹo là coi như cái gì bé cũng làm được hết á. Quá tốt thằng khác, vẫn ngưỡng mộ luôn. Rồi sau tôi hỏi, hóa ra là hai người tập yoga. Thế mà tôi bảo, ô thế thì tụi chúng tôi thua tâm phục khẩu phục là đúng rồi. À, chắc là không cần nói gì nhiều. Đội thắng cuộc chính là đội. Không cần, không cần. Đập phát. Đập phát. Chúng tôi xin thua. Tâm phục khẩu phục. Cái này là tất khi mà chơi cái game này nghĩ là cái đội nam sẽ thắng đúng không? Đúng rồi. Chắc chắn trăm ông đội nam thắng. Ai ngờ cuối cùng trời ơi bắt lại lật ngửa ra. Và đội chiến thắng là đội Đập phát. Sữa thì uống ngon rồi. lúc thắng uống cũng ngon mà lúc thua uống thấy nó giải tức. Đời bỗng vui khi mình được bên nhau, có hẹn cùng thanh xuân. My today's story. Nó quá đẹp. Này đẹp quá. Gì té giống té vui. Thế này là nó kêu là quà tặng hạ nhục mình chứ làm gì. Trông trông chán quá. Trông dáng đứng trông đúng rồi kìa. Trông trông như làm sao mà vờ được vẫn làm sao vờ được. Đào cái đó đào đấy. Đấy. Người chiến thắng đấy. Người chiến thắng ngày ở hôm nay đấy. Ôi trời ơi, kinh chưa? Nhiều quá.
Đây là 6 bức hình, 6 khoảnh khắc trong hành trình ngày hôm nay mà chúng tôi gọi là khoảnh khắc thanh xuân. Quý vị thấy trong 6 bức hình này thì đâu là bức hình khoảnh khắc đẹp nhất, đáng yêu nhất? Quý vị hãy phân tích và để lại cảm nhận của mình tại fanpage của VTV3 nhé. Có một câu nói của chú Lại Văn Sâm trong ngày hôm nay mà Khánh Vy rất ấn tượng, đó là thanh xuân không nhất thiết lúc là lúc mà mình còn trẻ, là lúc mình còn đi học, mà đó là lúc mà khi chúng ta sống trọn vẹn tại giây phút thực tại và chúng ta sẵn sàng đón nhận những điều mới. Và hy vọng rằng quý vị cũng có thể cảm nhận được điều đó thông qua chương trình. Chúng tôi muốn gửi lời chân thành cảm ơn tới nhà tài trợ nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold, cung cấp dinh dưỡng toàn diện giúp ăn ngon ngủ ngon, đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. See ya.